Hello nha, máy mình nó bị tràn dữ liệu, thế là đang dùng đang làm thì nó bị mất kết nối. Đây, bây giờ mình quay lại thêm một chút nữa cho nó hoàn thiện như cây này cho anh em ngắm nhé. Đây là cây hải châu mình mua được. Học khá lâu rồi, khoảng 6-7 tháng rồi. Đấy, bây giờ mình có thời gian để mình định hình cho khi mình mua cây này về cũng là một cái loại dòng đảo châu, này là châu đảo nên là cây nguyên đảo cây ấn đảo là mình lấy cả cây nữa, cây đã lên đầu, chưa sống rồi để cho phản trợ, mất 3 công đoạn, bây giờ đã tầm 8-9 tháng. Thực tế ra thì cái răng này các bạn là rất càng bấm đó thì là nó lại càng nứt ra, mà mới thì lại càng đẹp. Bấm cái răng cũ đi, răng cũ nó khô, nó không nảy được. Nhiều bạn là cứ tham một cái để nhiều răng thì nó không ra được những cái đọt mới, hết cái răng cũ. Cái răng cũ nó già lua, già cỗi này, nó không thể phát triển được thì mình không nên cố giữ làm gì cả. Đấy, tỉa răng đi thì nó sẽ ra nhánh mới, khi nó ra nhánh mới được thì cây nó mới đẹp. Cây như thế này nó cũng quá nhiều công đoạn, nhiều cái nhìn nó để làm kỹ được một cái cây.
là mình tán theo ý của mình nhé. Khá nhiều thời gian đây nhỉ. Sơ bộ được những cái phần cốt để ít hơn nữa đây nó ra đặt mới cái đoạn này tiếp tục không bấm những cái mắt cũ của hơn ấy thì nó không ra được. Không bao giờ cái nhận nó ra được cái mới để nó ra được cái tám mới cho các bạn lọc. Thì chụp cái đoạn cho bạn tay một chút nữa cái này. Vậy thôi. Sống làm cảnh chết làm cỏ, chẳng lý do gì chúng ta không mạnh dạn sau khi định hình như thế. Sau khi định hình gọi là chưa được kỹ lắm nhưng mà thời gian nó có hạn, mình xin tạm dừng clip ở đây nhé. Chủ yếu là anh em lưu ý là những cái nhánh cũ như này ở rừng lấy về thì nó thường nó không mọc được. Nếu anh em muốn cây nó tán, nó ấm tán ấy, thì anh em phải bấm nó đi và dùng keo sẹo chấn nó vào, nó sẽ kích thích ra những cái mầm mới, những cái đọt mới như là nó lớn sẽ dài, như là anh em sẽ có được những cái tay và anh em định hình tiếp. Đấy. Mục đích là văn nhân mà. Văn nhân giá mà. Rồi nhé. Vậy là mình đã làm xong. Treo đây, lá rất đẹp, đúc đỏ. Tạm dừng video ở đây nhé. Để đi còn công việc cho một ngày mới. Bye bye anh em.